Vì do sắp đạt 1 triệu người đăng ký rồi, cho nên là mình sẽ quyết định mình sẽ tặng các bạn một cái kitsune vĩnh viễn ngay bây giờ trong Discord của mình nha. Và cái điều kiện để tham gia đó chính là các bạn hãy bấm ngay cái nút đăng ký và cái nút like ở phía dưới cho mình nha. Bấm ngay đi nào. Mình không biết các bạn bấm chưa nhưng mà các bạn cứ bấm đi, tại vì nếu các bạn trúng cái giveaway mà các bạn không đăng ký thì mình cũng sẽ hủy thôi. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà mình đạt được 1 triệu người đăng ký, mình sẽ giveaway cho các bạn 5 cái rau gừng vĩnh viễn nha. Cho nên là đăng ký đi. Mình đã làm ra một vòng quay bao gồm 8 vị tứ hoàng khác nhau trong banh bi. Và bất cứ băng tứ hoàng nào mà mình random ra, mình sẽ phải sử dụng tất cả sức mạnh của thành viên trong băng đó để BB với Winter Gamer nha các bạn. Và một trong hai người ai win trước 3 ra sẽ được nhận 10.000 Robux nha. Và đây chính là vòng quay may mắn bao gồm 8 tứ hoàng của chúng ta. Từ vua hải tặc hồi xưa là cũng là tứ hoàng đó các bạn. Với lại thêm 7 thanh niên nữa. Đó, các bạn có thể tự đọc ở đây nha. Nhưng mà trước khi quay thì các bạn hãy lưu ý là hiện tại shop Dũng đang giảm giá 10k bằng 80 Robux nha. Ngoài ra khi các bạn nhập mã Dũng sen bay, các bạn còn được giảm giá thêm 10% mọi lạc nữa nha. Link thì mình sẽ để ngay dưới phần bình luận của video nha các bạn. Rồi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay. Đầu tiên thì nói chung là mới vô em muốn quay trước, anh quay trước. Em quay trước cho. Ok, bây giờ mình sẽ nhường Vinh quay trước luôn các bạn. Để xem coi là Vinh nó ra cái trái nha các bạn. À lộn, ra tứ hoàng nha các bạn. Và tứ hoàng đầu tiên của chúng ta đó chính là Kaido các bạn. Và đây chính là nhân vật của mình. Để coi là mình sẽ trong băng nào đây các bạn. Và mình trong băng bất kỳ các bạn. What the fuck? Nghĩa là bây giờ mình phải sử dụng tất cả những trái quỷ hoặc là những cái vũ khí trong băng bất kỳ các bạn ơi. Oh shit. Ok thì bây giờ mình event nó sẽ bắt đầu lên wiki của anh Bi á, để xem coi là những thành viên trong băng của mình sử dụng những vũ khí gì nha các bạn. Dũng ơi. Gì? Đợi em một xíu nha, em để lấy nước. À, lấy nước bao lâu á? Cả 30 phút với anh ơi. Ủa ơi, lấy nước gì mà 30 phút gì ông cố? Thì trong lúc mà đợi thằng Vinh vô server chắc là mình sẽ ra ngoài mình chơi chút xíu nha các bạn. Ok luôn. Thì anh em có thấy cảnh này quen không? Đó chính là map Osea có trong Honkai Impact 3 nha các bạn. Và đứng trước mặt mình đó chính là nhân vật Senadina, một nhân vật hoàn toàn mới sẽ được ra mắt trong tựa game nhập vai hành động Honkai Impact 3 nha. Honkai Impact 3 phần 2 sẽ đại náo làng game thủ với vô số điểm mới mà mình dám chắc các bạn á là các bạn không thể nào mà bỏ lỡ được đâu. Đầu tiên sẽ là những cải thiện trải nghiệm cho người chơi như là hiệu ứng chiến đấu trong không gian nè các bạn. Cái hành động nhảy và móc hầu hết trên game quay sẽ giúp anh em khám phá toàn bản đồ nha. Phần 2 sẽ tiếp nối với sự ra mắt đầy ngoạn mục của nhân vật cấp Senadina cùng người bạn thân thiết của Dreamseeker và có quá khứ đầy bí ẩn. Cô ấy sở hữu vũ khí độc lạ Yo-Yo, bộ giáp chiến đấu Deep Space Hangers. First Light, chiều cuối cái thời gian đóng băng và cái sát thương liên tục đồng thời chuyển chớp nhé như các kẻ thù. Đặc biệt với phần 2 sẽ có sự xuất hiện ở thành phố đến từ sau hỏa Osea, một vùng đất bị sói mòn lan quy cũng sẽ là background sàn đấu chính cho phiên bản này. Ngoài ra các bạn còn có những trang phục miễn phí khi chơi game như là Aponia và những trang phục áp mắt khác. Vẫn như mọi khi á, là khi các bạn đăng nhập vào Honkai Impact 3 các bạn sẽ luôn luôn được nhận 20 cái lượt rút miễn phí. Nhân vật mới Coraline, full vũ khí và bộ Stigmas. Ngoài ra có trang phục miễn phí Aponia. Phần 2 là phần mình rất thích vì có quá nhiều điều đặc biệt. Các bạn hãy cùng mình tải ngay Honkai Impact 3 thông qua phần link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận của video nha. Các bạn có thể chơi game trên PC, iOS hay là Android cũng được nha. Ủa mà nãy giờ sao ông kia chưa lấy nước xong hả ta? A few moments later. Ok thì đây chính là cái trang bị của mình các bạn. Nhìn phế vật kìa. Thì mình có xem wiki là mình có biết là trong băng của Buggy á, nó có một cái thằng xài đao hải tặc nha, cho nên mình cũng được xài luôn. Đấy, ngon phết. Và nói chung á là trong băng của Buggy nó còn không có accessory nữa, cho nên mình phải gỡ hết luôn các bạn. Còn đối với lại thanh niên Vinh thì thanh niên này đây, một cái ribbon. Đó, ngày xưa Yamato là con trai của Kaido. Đấy, con gái Kaido chứ lộn. Em có bất ngờ cho anh à. Nào gì? Kitsune, anh thấy sao? Anh thấy trang bị của anh có bằng trang bị của em không? Anh thấy là anh thua rồi đấy. Tuy là nó mạnh hơn mình nhưng mà nó đang làm cái gì vậy? Đang làm gì em? Em đang làm cái gì vậy? Em á, em đang farm đuôi anh ơi. Ê, chơi này. Chơi chắc anh xíu đi em. Anh xài cái này kinh khủng lắm rồi, còn farm đuôi nữa. Vô. Vài một vô, let's go. Đây. Giải quyết nè. Ôi, bình tĩnh em ơi. Ồ, cái chiều anh kìa. Mình không đánh được đâu, được phát nào nữa các bạn. Trời ơi. À đây, đánh được rồi nè. Ui, anh đang nâng điểm gì ta? Mình đang nâng điểm kiếm các bạn. À, mình đang nâng điểm kiếm. Vậy là anh phải xài cất lát rồi. Không sao. Anh sẽ stun em xong. Holy anh sẽ xài cất lát. Anh có chiến thuật mà. Mày ra đây. Chiến thuật luôn nè. Chết rồi. Đưa biến hình được các bạn ơi. Ôi. Ôi. Thằng này giờ chơi không chơi lại các bạn ơi. Cái băng bất kỳ phế quá, không chơi lại các bạn ơi. Mày. Mình không đánh được các bạn. Mày click ai? Ui, 800 máu. À, cay quá. Mong ra sao anh ra một cái băng nào đó thực sự mạnh xíu. Trời ơi các bạn ơi, mới vô mình bị nó hành cho thôi rồi á. Trời ơi. Mày đánh tao, cay rồi đó. Con mày nè. Ok, hiện tại chúng ta đang còn 6 tứ hoàng nữa các bạn. Và bây giờ Vinh đã gọi là thắng được một round với mình rồi các bạn. Đó, 1-0 rồi. Em sẽ run trước cho. Em chắc chắn là em sẽ run vô cái con chó. Thực ra là thằng Vinh nó khá là bro ở trái đất các bạn. Đó, cho nên là bây giờ mà nó ra trái đất thì nói chung là nó sẽ win thôi. Đó, nhiều khi vậy á.
Rồi, băng sẽ tóc đỏ. Cô mỗi thành sờ bờ rồi anh nó cục tay rồi. Không sao em, đừng có nói với người khuyết tật vậy. Đấy, bây giờ mình mà ra Luffy mẹ. Chú cháu hồi ngộ các bạn. Ê, Luffy thì không? À, mình ra con chó rồi các bạn ơi. Mình ra con chó. Rồi, vậy là chúng ta sẽ phải gọi là săn vào con chó đó đầu các bạn. Đấy, râu đen rồi đó các bạn. Ok, thì hiện tại đó chính là kho đồ của mình nha các bạn. Đây, accessory mình đang mang đó chính là accessory áo kèn râu đen. Dĩ nhiên rồi, chết quỷ thì mình đang sử dụng trái của RPG các bạn. Một thành viên của đô đốc hải quân nhưng mà đã chuyển qua băng râu đen rồi. Đấy, còn cái súng với lại cái kiếm á thì cũng hai nhân vật trong băng râu đen luôn. Nhưng mà hai cái này khá là phế cho nên mình không sử dụng nha. Còn đối với lại kho đồ của Vinh á, để đi gót của mình thì thôi nó không xài đâu các bạn. Còn cái ác quỷ á thì đang xài trái sao nè. Đó, trái sao của Uta nè, con gái cái Sang đó các bạn. Còn cây kiếm Saber nè, đó, chắc chắn rồi, phải có Saber đó. Hình như là theo mình nhớ trong cái băng của Sang á là có cái áo tràng các bạn. Đó, nhưng mà mình không biết là áo tràng nào nên thanh niên này mang đã cái gì này luôn. Còn cái súng thì hình như là của thanh niên Batman, Batman đó các bạn. Không cha. Alo, Matcha. Ok, xin chào anh ơi. Rồi 3 2 1, let's go. Go nè, đó. Mày đó, mày rồi, này đi rồi, này đi rồi các bạn. Này đi rồi, này đi. Cước rồi bạn ơi. Này đi rồi, nè cước rồi. Mày. Ôi, chưa ăn cước đâu. Sao. Siêu băng thạch. Ơi da, hụt rồi. Mày á mày. Ui. Hên vậy. Mày. Ui dính kìa. À, sao dính hai vậy? Anh không biết sao dính. Ê, chơi vô mày. Chơi vô mày, Mình có chiến thuật, mình rồi xong, thằng này đi rồi. Ui, cái chiêu nó đẩy mình, ra mất chiêu luôn rồi, cay quá. Ui nó gần đi rồi các bạn, nó gần đi rồi. Em chơi nha em. Ca khúc này, đó. Rồi, nó gần đi các bạn, nó gần đi rồi. Á, cái chiêu nó khá là khó chịu ha. Đó. Sai chiêu đây. What the hell man? Cái đó cây súng hả? Đúng rồi. Ủa vãi cây súng sao lóng tay hay vậy? Đó, mày đúng, rồi, dính chiêu liền, dính bẫy liền. Rồi xong dính. Chín bảy rồi. Rồi đây. Mình đâu các bạn ơi? Mày. Chưa thấy được. Đó. À, nó ngồi nó đi sky các bạn, nó đi sky xong đánh mình các bạn. Mày chơi dơ. Mu hèn kéo bẩn. Ui không. Ui chạy. Ui. Thằng này nó xài với Uta, nó ngồi nó spam không? Cô giết được mình á, chơi quá bẩn rồi. Mày chơi bẩn nè, mày chơi bẩn nè. Mày chơi bẩn mày. Mày chơi bẩn nè, mày chơi bẩn. Mình sẽ trả thù các bạn, mình sẽ trả thù nữa. Để coi ai là người spam bro nhất Việt Nam nè, để coi ai. Mày, ui easy. Mày vậy con. Tuy mình thua nhưng có một bài danh dự các bạn. Ngon. Ok, thì đây chính là bốn cái nhân vật tứ hoàng còn lại của chúng ta. Em chọn nhân vật nào? Chắc là em ra Big Mom. Nếu mà random trước thì tức là đang có 1/4 tỷ lệ Big Mom và và em ra Big Mom rồi, thành xong rồi anh ơi. Cay quá, giờ sao ta? Rồi, mình ra Luffy đi. Rồi nó ra vua hải tặc luôn rồi. Nó ra vua hải tặc luôn rồi em ơi. Rồi không sao, nhưng mà băng vua hải tặc thì cũng ngon thôi. Tại vì mình có sang tóc đỏ rồi bất kỳ ngày xưa cũng trong băng rồi mà, cũng được. Ok các bạn, thì đây chính là cái build đồ của mình nha. Thì đối với băng Roger á thì chúng ta có cái Sackman Karate, bởi vì mình có thấy một thành viên là người cá các bạn. Tiếp theo đó chính là trái Dragon. Thì mình đọc trên wiki á thì mình thấy á là Momonosuke cũng có trong băng của Roger luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có là Song Dao, thì Song Dao là của Oden các bạn, và đối với lại cái accessory thì chắc chắn cũng là một cái ribbon rồi của Oden luôn. Vinh thì đang sử dụng trái Mochi và Spaghetti gia đình, đó thêm cái bell scarf toàn đồ của category không à. Ừ, vô luôn. Vô làm bài quá. Mới vô cái nó làm cho mình một quả hơi thốn các bạn. Kéo anh về nè. Kéo tao về hả mày? Mày giống mày. Nè, đó. Dạ, rồi mình ráng mình chạy các bạn. Ui không chạy được. Không chạy được rồi anh ơi. Với Mochi khá là rác cho nên mình khá khó chịu các bạn. Mày rác không mày? Một hỏa tiễn nè, đó. Được không sao các bạn, mình có cách để chế. Ui, không tới rồi. Đó. Ui, chết rồi, chín chiêu rồi. Ui, phải có chiến thuật các bạn, chiến thuật đây. Mày á mày. Đâu rồi, em đứng đây em ơi. Chiến thuật. Bây giờ rồi, dạ, chết rồi. Mày mày á mày, đánh ai? Đánh ai em ơi, hổn chưa, rác chưa? Trời, quá rác luôn. Mày, ui chết rồi. Dạ. Ui, hên quá, hên quá, không dính. Rồi xong rồi. Không dính à, chở cái chiêu mình nó ngắn quá các bạn. Đấy. Ba nãy mình có spa cái giờ này ngon, nhưng mà đem của ui. Kéo được kìa. Ui mắc. Nhưng mà không sao, anh sẽ có biến hình em ơi. Chạy đâu mày. Ui không dính à, chạy quá. Mày anh mà. Ê da đâu á. Cái view của anh hơn em cái melee. Anh còn biến hình nữa chứ. Cận lắm kích nè. Từ từ nhiệt. Mày vô mày. Rồi nè. Ui tuổi. Rồi xong em à. Sao không? Em còn solo này kia. Đừng.
Ồ, hụt rồi. Cái vậy, qua đây mình chơi hụt các bạn. Mình bị rồi, mình bị rối riêng quá. Nhưng mà không sao, vì chúng ta đã chiến thắng Winzer Gamer rồi. Sao em quạt vậy, sao em gà vậy? Hả, à, bữa nay sao em gà vậy? Do em chơi chứ không chi á anh. Em chơi chơi Switch thì chắc thôi, chắn nó gạo nó nhiều ơi, gạo nó nhiều ơi. Ok, thì hiện tại tỷ số đang là 2-1 nhưng mà phía của Vinh nha các bạn. Em muốn random sao đi, tại vì em có linh cảm là em sẽ ra được Luffy ở cái lượt round sau. Nói mình nhường nó, mình round trước luôn cũng được. Này chắc sợ gì á. Hình như là Luffy. Các bạn, anh ra đầu trắng hay là Luffy rồi. Rồi xong rồi. Rồi đi luôn rồi. Rồi xong. Rồi xong. Rồi, và ok, đây chính là cái build đồ của chúng ta nha các bạn. Thì trong băng rau trắng cũng có một thanh niên người cá luôn. Nói chung là chỉ cần có người cá thôi là chúng ta sử dụng KT người cá nha. Tiếp theo là chúng ta có cái chấn động nè, chắc chắn rồi. Và tiếp theo là chúng ta có cái sông đa nguyền rủa, đó chính là của Odin nha các bạn. Nói chung là đội trưởng thứ hai cũ á, và sau này gia nhập băng rau dơ theo mình nhớ là như vậy. Chúng ta có thanh niên Vinh thì đang build mỗi kho đồ là mỗi người một cái các bạn ấy. Death Step nè, ấy của Sanji, rồi Rubber là của Luffy, rồi cái kiếm là của Brook nè, rồi cái súng là của Usopp nè. Còn cái nón thì đánh xài cái nón chiến binh của thằng Luffy nha hả? Ok anh ơi. Rồi 3 2 1 let's go. Em rồi. Sẵn sàng để được huấn luyện để chơi thành một đứa hai quân rồi đó. Hát cái mày hát đi, mày hát đi, mày hát đi. Mày vô, mới vô là mày chết. Mày. Ui nó bay chạy vậy, bay chạy vậy. Sợ chưa em ơi? Đúng rồi, đúng rồi. Sợ chưa? Mày sợ đúng á. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi xong rồi, đi rồi các bạn. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ui chạy được. Mày. Ui ui. Hút lại nè. Thanh giáo bị cả. Ê da, ê da. Sút anh cái nè. Rồi nó gần đi các bạn, nó gần đi các bạn. Trận chiến này quá nhanh luôn. Ui chết rồi, mình lỡ sai chữ sớm. Mày vậy con. Ui ui, spam skill. Chấn động không cầu. Ui rồi, giờ mình hút lại các bạn. Kéo gì? Ui không không hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Ná cao su nè. Ui nó dính chiêu. Mày. Ui nó gần đi các bạn, nó gần đi nhanh thì chứ. Ui. Ui ui, mình không dính chiêu các bạn. Kẹt quá. Kệ chiêu hồn anh nè. Đạp anh cái nè, chạy nè. Đó. Đạp anh luôn nè. Ui 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 ui, mình gần đi luôn rồi. Đâu. Hai thằng đều gần yếu máu rồi, hai thằng đều yếu máu rồi. Từ các bạn, mình có chiến thuật. Mình có chiến thuật, mình có chiến thuật. Bay lên nào. Ôi trời, hát solo luôn, con mẹ nó cày quá. Mày. Ui ui, đừng chết rồi. Ui ui ui, đừng chết rồi. Ui ui ui. Mày. Easy. Rồi sau rồi, đón trắng mạnh quá đi ơi. Can we get one tire? So hà. Ok các bạn, thì hiện tại mình với lại Vinh á đang khá là cân tài cân sức khi mà tỷ số đang là 2-2 các bạn à. Cho nên á là bây giờ đó chính là vòng quay quyết định, tập hợp tất cả những cái nhân vật lại luôn các bạn. Đấy. Em sẽ random trước. Thì chúng ta sẽ bắt đầu random đầu tiên coi. Khá là căng thẳng các bạn. Chơi rồi, này đi ăn chó rồi các bạn ơi, ăn rau đen rồi. Trái tủ ăn Vinh các bạn. Thì đối với cái băng tiếp theo của mình á thì bây giờ mình cũng đang hy vọng mình sẽ vô một cái băng nào đó với VIP xíu, ví dụ như là băng của Kaido chẳng hạn. Và đây là băng của chúng ta, băng Luffy. Thôi cho băng Luffy cũng được các bạn, băng của vua hải tặc mà. Ok các bạn, thì sau một lúc mình build để chỉ là kho đồ của mình. Holy shit các bạn ơi. Đây là Death Step nè của Sanji, cái này của Yamato nè, cái này của Brook nè, và cái này của Zoro. Rồi cái này của Yamato tiếp nè. Hải chưa gì mình thấy kho đồ của mình là mình thấy win nè các bạn, còn hàng win nữa các bạn. Cái này là của Akagi nè, và cái này là của thanh niên gì tàn hình quên tiêu rồi. Rồi đúng hai cái đó thôi các bạn, còn lại có cái áo đầu đen rồi đó. Chắc là thôi, một là em reset luôn, hai là em phải trận chiến này em muốn như nào em ơi. Em muốn chiến thắng cô nè. Rồi, chưa rồi, biết rồi. Ai hơn ai đâu. Lóc vòi rồng nè. Ui không dính rồi. Chưa biết ai hơn ai đâu. Wow, đâu thế nhở, đâu thế nhở, không chạm nè. Quầy vậy vậy, dính liền. Dính liền. Dính liền. Đấy các bạn. U chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Quỷ đạo các bạn. À tao nó thấy cái chiêu kia chết rồi. Mày vậy mày. Ui cái chiêu ít nó dễ dính ra. Mình quơ đại cái dính luôn. Mày vậy mày. Tính ra bắn 3 phát ít dính ba hết 3 phát của vậy. Đánh đếm mạnh phải cứt. Thề. Đâu á, đâu á. Nè. Rồi, đẩy liền, đẩy ra liền, đẩy ra liền. Xong rồi, xong rồi. Ôi chết rồi, chết rồi. Ôi, 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 bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Anh nãy giờ anh nhường mày mà chơi vậy. Được em ơi. Anh nãy giờ anh nhường em mà em chơi vậy không đổ mày em ơi. Quay vô đi, trời ơi. Giật kích cái mình. Cay thiệt. Em đang có kỹ băng hạ anh ơi. Em đang có kỹ băng hạ anh bay trên giờ luôn. Mày vậy mày. Mày vậy mày. Ui ui, rồi xong rồi. Rồi xong luôn rồi. Rồi đừng có chết ra, đừng có chết ra. Oh shit. Oh em ơi, em ơi, em bình tĩnh đi em ơi. Anh đứng gọi rồi, đứng gọi rồi. Mày. Ây da, dính chiêu rồi, hồi máu rồi, hồi máu được rồi. Ngon quá, ngon quá. Mày với mày. Ngon quá, con Enriverse ở đâu á anh ơi. Còn có Enriverse vậy, thằng kia. Thằng kia thấy mình sắp chết, thằng kia nó ngồi nó me chiêu, nó ăn Enriverse mình vậy. Mày với mày. Mày với mày. Cười không mày, cười vậy. Mày cười vậy. Cười vậy.
đâu dính được. Rồi mất chiều cái băng hà rồi em ơi. Mất chiều cái băng hà là em đi rồi em ơi. Mất chiều cái băng hà là em đi rồi. Thôi nhưng mà em biết điều gì không? Biết điều gì không Vinh? Anh cho em coi này nè. Chưa gì ở cái đó trận đấu rồi các bạn, chưa gì phải kết thúc trận đấu rồi. Chưa gì phải kết thúc trận đấu sớm rồi các bạn ơi. Chưa gì phải kết thúc trận đấu rồi. Ây da, đau lòng quá nhỉ Vinh ơi. Vinh làm gì vậy? Vinh ơi, làm gì Vinh? Làm gì Vinh ơi? Làm gì vậy? đừng khóc nữa, đừng có mà méo. Đâu rồi? Thằng này khó chịu nha, có vẻ như không đánh không được. Nó kèn các bạn ơi, only fuck. Trời ơi, đứng lại đi, trời ơi. Mày á bưởi, đâu rồi? Cậy đâu rồi sao luôn. Giờ chúng ta là chiến thắng rồi các bạn. Yes sir. Cay chứ. Em đau quá sẽ làm em cứ tưởng là anh sẽ chết. Ừ anh nãy còn đang cho bóng anh tưởng anh chết luôn rồi chứ. Không ngờ anh không chết em ơi. Bật lửa cái biến hình lên à. Tứ đại thiên vương đời mới xuất hiện trong lock foot. Mày vậy vậy. Thằng này nó luôn muốn thắng mình các bạn. Nhưng mà thắng cái gì em ơi? Em thắng cái gì? Nãy giờ nhường mày đủ rồi đó. Ủa nó tự lao vô cái chiêu mình vậy các bạn. Ui nó không dính chiêu hả? Ôi nó không dính chiêu, nó phải kìa. Ôi phải rồi, cho em một cái bàn danh dự em ơi. Bảo tố nè đó, đánh ghê à mẹ cay rồi chứ. Sao lại không đánh ghê đi, sao giờ đánh ghê vậy. Rồi ok, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo, bye bye.